Trong đêm nay, các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, kèm theo mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi. Còn các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ trời lại không mưa, sáng sớm thì có sương mù và sương mù nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ sẽ phổ biến là từ 12 đến 15 độ. Sang đến ngày mai, tình trạng nhiều mây vẫn tiếp tục duy trì tại các tỉnh ở phía Tây, còn khu vực phía Đông Bắc Bộ thì nắng xuất hiện đan xen, với nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm nay và dao động từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì dạng thời tiết là đêm không mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó thì mưa chỉ còn xảy ra ở một vài nơi trên khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trong đêm ngày hôm nay. Ban ngày thì mây giảm nhanh, về chiều trời còn có nắng, với nhiệt độ ngày mai tại khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng là từ 25 đến 28 độ, có nơi 30 độ. Cùng với khu vực Nam Bộ, tác động của khối không khí lạnh khiến cho nhiệt độ về đêm tại khu vực này giảm thấp, chỉ dao động từ 19 đến 22 độ, trời se lạnh. Còn ban ngày nắng xuất hiện từ sớm kéo nhiệt độ tại Nam Bộ tăng nhanh trở lại và phổ biến từ 29 đến 31 độ. Ở trên biển quần đảo Hoàng Sa trời khá nhiều mây, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Còn quần đảo Trường Sa thì có mưa rông rải rác kèm theo lốc xoáy, gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.